Em có nghe được chị nói không? Dạ, dạ nghe rõ rồi. Quá đúng. Rồi mình bắt đầu hay. Thôi đầu tiên mình sẽ bắt đầu với bài tiên lết giác mạc. Về giải phẫu giác mạc á, thì giác mạc của mình là một cái mô không có mạch máu trong suốt, nhưng mà mạch phân bố thần kinh ở đây thì rất là nhiều, gấp khoảng 500 lần so với những cái nơi phân bố mạch máu trên cơ thể của mình. Thì do việc tập trung rất nhiều dây thần kinh ở đây nên khi mà mình chỉ có một cái tổn thương nhỏ trên giác mạc như là tróc ly cái lớp biểu mô bên trên của giác mạc thì sẽ làm cho mình rất là khó chịu, kích thích, gây cho mình cảm thấy là sợ ánh sáng và chảy nước mắt rất là nhiều, bệnh nhân cảm thấy rất là đau. Về giải phẫu thì giác mạc mình gồm có 5 phần, đó là lớp biểu mô, màng bao mam, lớp nhu mô, màng decemme và lớp nội mô ở phía trong. Thì trong khi đó ở vùng rìa của mình, có vùng rìa của giác mạc thì sẽ có thêm một cái tế bào gọi là tế bào gốc, ở đó thì sẽ sản sinh ra những cái tế bào nội mô khi mà những cái tế bào nội mô của mình nó bị tổn thương hoặc là bị mất đi. Chức năng của giác mạc thì sẽ chiếm khoảng là 3/4 cái công suất khúc xạ của nhãn cầu, và giúp là do nó là phần ở ngoài cùng của nhãn cầu nên có chức năng là bảo vệ mắt mình. Thì tình trạng viêm lết giác mạc có nghĩa là một cái tình trạng thâm nhiễm của tế bào viêm của giác mạc, nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng hoặc là không do nhiễm trùng. Tác nhân của nhiễm trùng thì chủ yếu là do bốn tác nhân là nấm, vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng. Trong đó vi khuẩn và nấm là hai cái tác nhân thường gặp hàng đầu. Triệu chứng của viêm lết giác mạc thì bệnh nhân sẽ do cái việc tổn thương giác mạc thì kích thích thần kinh rất là nhiều, nên bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là đau rát, khó chịu, tổn sốn. Do tổn thương gây giác mạc sẽ ảnh hưởng đến cái việc trong suốt của giác mạc, gây tình trạng là bệnh nhân sẽ nhìn mờ hoặc là cảm thấy chói ánh sáng, kèm theo những cái việc mà cương tụ các mạch máu của vùng kết mạc ở vùng no vùng vùng sâu thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là đỏ mắt, và chủ yếu là việc cương tụ đó sẽ xảy ra ở cái vùng rìa của giác mạc. Nguyên nhân đầu tiên để nói với viêm lết giác mạc đó là viêm lết giác mạc do vi khuẩn, thì thường là xảy ra ở mắt đã trước đó có bị tổn thương như là đã có cái vật lạ bay vào mắt, nó gây ra tình trạng là tróc biểu mô, hoặc là bệnh nhân có tình trạng là đeo kính tiếp xúc thường xuyên, đang đeo con tắc len. Thì khi đó khi mà mình theo quá trình mình cứ đeo vô rồi tháo ra thì sẽ tạo ra những cái tổn thương nhỏ trên bề mặt của giác mạc, sẽ tạo một cái con đường thuận lợi cho vi khuẩn có thể xâm nhập vào được. Ngoài ra có hai con đặc biệt, đó là con lậu cầu và con Haemophilus influenza, thì nó có thể là xâm nhập khi mà giác mạc của mình vẫn chưa có tình trạng là không có tổn thương, hoặc là biểu mô của mình rất là bình thường, không có kèm theo việc tổn thương gì hết, thì nó vẫn có thể ra khả năng xâm nhập vào giác mạc. Khi vi khuẩn đi vào thì có thể là kèm theo dẫn đến những cái bội nhiễm khác như là nấm hoặc là ký sinh trùng. Tác nhân thường gặp là những cái con liên cầu, lậu cầu. Triệu chứng thì giống như là một triệu chứng chung của viêm lết giác mạc là đau, đỏ, sợ ánh sáng, nhìn mờ. Nếu mà bệnh nhân có kèm thêm là viêm kết mạc thì bệnh nhân sẽ có xuyên xuất huyết mỗi ngày. Thì đây là hình ảnh là mình sẽ thấy là bệnh nhân vùng quanh rìa của giác mạc là có tình trạng là cương tụ, có hình ảnh là thâm nhiễm ở vùng cạnh trung tâm, kích thước là khoảng 3 x 4 mm, thâm nhiễm và nhu mô. Giác mạc xung quanh của phần thâm nhiễm thì mình sẽ thấy rất là phù, nó sẽ mờ đi xa hơn với cái vùng lành lặn bên đây. Nếu mà mình điều trị không đúng hoặc là không có bệnh nhân không có đến sớm thì cái việc cương tụ sẽ rất là nhiều, khi đó có thể là mình sẽ thấy là cương tụ toàn bộ, có nghĩa là vùng giác mạc, vùng rìa giác mạc cận lẫn cái vùng cùng đồ
cương tụ mạch máu rất là nhiều. Thứ hai là mình sẽ thấy giác mạc có tình trạng là nó bị nhuyễn ra. So với việc bên đây thì mình sẽ thấy nó rất là bụng. Ngoài ra là giác mạc nó sẽ bị đục hoàn toàn. Thì lâu dần cái tình trạng mà như thế này nó sẽ dẫn đến là giác mạc có thể mỏng dần dẫn đến thủng. Hình ảnh đây thì đây là hình ảnh cũng mình sẽ thấy là nó thâm nhiễm hoàn toàn tới vùng giác mạc vùng trung tâm, thì mình sẽ thấy là nó có dạng nhuyễn giác mạc của mình chiếm kích thước là khoảng là 5-6 mm rồi. Ngoài ra nó có kèm thêm máu mủ ở vùng tiền phòng. Vùng giác mạc trung tâm thì nó có phù nhưng chưa có bị thâm nhiễm, vẫn có còn trong hơn so với việc giác mạc ở trung tâm. Sau đó đây là hình ảnh bên đây thì là tình trạng mắt đã nặng rồi, thì sẽ thấy là nhuyễn giác mạc hết toàn bộ kèm theo những cái tân mạch vùng rìa có 360 độ kèm theo vùng ở trung tâm có một cái lỗ thủng. Thì xét nghiệm để tìm cái tác nhân vi khuẩn của mình thì sẽ cần có là soi tươi nhận ra nuôi cấy kháng sinh đồ hoặc là tối ưu nhất là làm PCR điều trị. Thì đối với những bệnh nhân không tuân thủ điều trị hoặc là bệnh diễn tiến nặng khi mà mình thấy kích thước việc thâm nhiễm trên 60 hoặc là nó đã chiếm hơn 1/2 chiều dày của giác mạc, hoặc là mình thấy là có mủ tiền phòng, máu tiền phòng rồi, hoặc là bệnh nhân chỉ còn có một mắt, có nghĩa là mắt bên kia bệnh nhân đã một bị bệnh gì đó đã không còn thấy ánh sáng thị lực là sáng tối âm tính rồi, thì mắt bên đây mình cần cho bệnh nhân có chỉ định nhập viện để theo dõi sát hơn. Nếu mà bệnh nhân đang có thói quen đeo kính tiếp xúc thì mình cho bệnh nhân ngừng đeo kính tiếp xúc, điều trị kháng sinh, đơn trị liệu hoặc là phối hợp. Nếu mà đáp ứng kém với thuốc điều trị nhỏ tại chỗ thì mình có thể cho tiêm kháng sinh giết kết mạc hoặc là dùng kháng sinh toàn thân đối với những cái đặc biệt là con lậu cầu hoặc là con Haemophilus influenza, tại vì nó có khả năng là gây tổn thương lấy giác mạc cả khi biểu mô mình không có bị tổn thương và lan rất là nhanh, kèm theo là thuốc liệt thải mi giảm đau và hạ huyết áp. Nguyên nhân dùng hạ huyết áp là do những cái việc mà thâm nhiễm giác mạc do vi khuẩn, nếu mà nó lan ra vào trong xuyên qua màng decimal vào trong lớp nội mô thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng viêm. Những cái tế bào viêm này rơi vào thủy dịch nó sẽ gây ra tình trạng tăng nhãn áp, thì khi đó mình cần dùng thêm thuốc hạ nhãn áp cho bệnh nhân. Thì đây là cái bảng sử dụng kháng sinh đối với từng cái tác nhân vi khuẩn của mình. Tác nhân thứ hai là viêm lý giác mạc do nấm. Thì do nấm thì thường là gặp ở nhiều những cái nước nhiệt đới hoặc cái nước đang phát triển. Nguyên nhân là do khi mà mắt của mình tiền căn trước đó đã có tình trạng là chấn thương hoặc là bị một cái vật lạ rơi vào mắt, thường là những cái vật thực vật như là cây, lá cây, cành cây hoặc là lá lúa có nguồn gốc là thực vật, thì trên những cái vật đó thường là có nấm. Thì khi mà rơi vào mắt của bệnh nhân thì nó sẽ là một cái đường để giúp cho nấm có thể sinh sôi và phát triển nếu mà không được điều trị sớm hoặc là không nghỉ ngay từ đầu. Đặc biệt là nấm thì thường là diễn tiến âm thầm và điều trị rất là lâu dài. Nếu mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị đúng hoặc là nhỏ thuốc không có đúng liều lượng thì sẽ dẫn đến là có thể là kéo dài quá trình điều trị và nấm này lan rất là lan sâu vào trong giác mạc, vào sâu trong tiền phòng của mình, khi đó mình sẽ điều trị rất là khó khăn. Thì đặc điểm lâm sàng nổi bật của nấm giúp cho mình nhìn vào có thể nghĩ nhiều nhất đó là tình trạng là mình thấy cái việc mà một cái chỗ viêm lết giác mạc hơi gồ cao so với bề mặt của giác mạc xung quanh,
Thứ hai là nhìn cái việc ở lấy nó sẽ có những cái chân giả và những cái vệ tinh. Bề mặt thì sẽ khô, không có nhũng hoặc là nhầy như là bên của viêm lết dạ dày do vi khuẩn. Triệu chứng cơ năng thì bệnh nhân cũng đến với mình với triệu chứng là đau đỏ cận sốt, sợ ánh sáng, nhìn mờ. Vì thế khi mà mình kết hợp trên lâm sàng đó, mình nhìn với hình ảnh mình thấy là một cái san thương bờ khô gồ cao, có những cái chân giả và san thương vệ tinh. Khi đó mình sẽ cho tiến hành là soi tươi để chẩn đoán tác nhân là có phải nấm hay không. Vì trong khi đó soi tươi với dung dịch cao OH đó, thì mình sẽ có kết quả sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng, sẽ giúp cho mình chẩn đoán nhanh và cho thuốc kịp thời. Ngoài ra có thể bằng cách là có những cái trường hợp là soi tươi mình không thấy được thì bệnh nhân có thể là cần phải cho lấy thêm dịch tiền phòng, vì khi đó nghi ngờ là nấm nó đã đi sâu vào trong cái dịch tiền phòng. Điều trị thì do cái việc nấm nó sẽ mọc theo từng lớp, nếu mà mình không có nhỏ thuốc không đúng cách hoặc là không đủ liều lượng thì khi mình ngoài ra cái việc mà biểu mô trên bề mặt nó gồm rất là nhiều cái nấm thì mình còn phải cạo đi cái lớp bề mặt đó để việc thứ nhất là giúp tăng thấm thuốc, thứ hai là loại bỏ bớt cái tác nhân nấm của mình và giúp cho việc điều trị có hiệu quả hơn. Vì nếu mà mình không cạo đi cái lớp đó thì mình nhỏ thuốc kháng nấm thì nó chỉ diệt đi cái lớp nấm bên trên thôi. Cái nấm ở phía dưới, những cái nấm sợi, những cái bào tử nó sẽ tiếp tục tăng sinh và lây lan ra phía những cái giác mạc lành hơn. Thuốc dùng thì mình khởi đầu là nên nhỏ liên tục trong vòng 1 giờ. Sau đó nếu mà có dấu hiệu lâm sàng giảm thì mình sẽ giảm liều dần. Đối với những cái nấm như là nấm men, như là nấm men, nấm sợi thì candida thì mình sẽ dùng amphotericin B 0,15%. Còn với nấm sợi thì dùng là natamycin. Đối với những cái nấm mà mình thấy rằng có kèm theo là ngừa bị bội nhiễm như là nó mủng nhiều hơn thì mình có thể là dùng kèm thêm kháng sinh và lúc nào cũng dùng thêm là thuốc liệu thể mi hoặc là thuốc hạ áp nếu mà bệnh nhân có tình trạng tăng nhãn áp. Đối với những trường hợp mà mình đã tiêm nhỏ thuốc tại chỗ mà cái san thư nó vẫn lan rộng thì mình có thể là dùng cái kháng nấm đó tiêm vào trong cái nhu mô của giác mạc hoặc là tiêm kháng nấm dưới kết mạc để ngăn ngừa cái tình trạng lây lan ra ngoài những cái vùng san, những cái giác mạc còn lành của mình. Nếu mà trường hợp quá nặng thì mình có thể dùng là kháng nấm toàn thân. Do cái tình trạng là nhiễm viêm nhiễm giác mạc thì thường nó sẽ gây ra tình trạng là nhiễm giác mạc do việc hóa hướng động bạch cầu đi đến, thì bạch cầu nó sẽ tiết ra cái men collagen, thì cái men collagen đó nó sẽ phá hủy thêm những cái collagen ở trong giác mạc của mình. Vì thế mình còn có thể là dùng thêm là thuốc mỡ tetracyclin hoặc là thuốc uống doxycycline để cho giác mạc mình chống lại cái tình trạng tiết ra cái men collagen này. Kèm theo là rửa tiền phòng nếu mà nấm đã vào trong tiền phòng. Nếu mà giác mạc của mình đã quá đục hoặc là nó cũng không thể bảo tồn được thì mình có thể là nghĩ đến những việc ghép giác cuộn mạc hoặc là ghép màng ói bảo tồn cho bệnh nhân để cho tình trạng là bệnh nhân có giác mạc giác mạc của người hiến để có thể ghép cho bệnh nhân được. Tác nhân thứ ba đó là viêm lết giác mạc do hạt bét sim lết. Thì tác nhân này thường là ở người lớn là type 1 và sơ sinh là type 2. Thì bệnh thì thường nhẹ và tự giới hạn. Thì bệnh này chủ yếu là do những cái virus này nó ủ bệnh trong hạt sinh ba hạt cuốn não, sau đó nó sẽ
Chờ khi mà cơ thể mình có những cái tình trạng stress hoặc là sốt cao hay là hóc môn thì nó sẽ bùng phát lên thành những cái đợt tái phát cho mình. Trên lâm sàng thì viêm loét giác mạc do hạt đất viêm loét thì có 4 thể là viêm biểu mô, viêm loạn nhiễu thần kinh, viêm nhu mô và viêm nội mô. Trong đó viêm biểu mô thì nó sẽ có 4 dạng là theo cái tiến triển của bệnh, có thể là ban đầu nó có do cái con vi khuẩn này là thường là nó nằm theo cái lớp cái sợi thần kinh trong kho, khi đó giác mạc của mình là một nơi tập trung rất là nhiều sợi thần kinh, thì khi đó nếu mà nó nằm giai đoạn đầu á thì nó chỉ nằm ở trong những cái sợi thần kinh này thôi, thì nó sẽ tạo thành những cái bọng giác mạc. Lâu dài những cái bọng này nó kết hợp với nhau thì thành loét giác, dạng thành cành cây, rồi thành thành bản đồ và cuối cùng là dạng loét rìa. Khi vào sâu hơn thì vào trong lớp loạn nhiễu thần kinh thì nó sẽ làm tổn thương, làm mất chức năng những cái loại sợi thần kinh của mình, thì dẫn đến là những cái tế bào biểu mô nó không có lan vào trong cái vùng mà tróc biểu mô lành được. Khi đó mình còn phải cạo cái lớp biểu mô đó đi để giúp cho những cái tế bào vùng rìa sản sinh ra những cái lớp tế bào nội mô mới có thể bò vào trong được. Hoặc là đi sâu vào trong lớp nhu mô gây nhu mô hoại tử hoặc nhu mô miễn dịch, hoặc là lớp nội mô gây ra thành dạng đĩa hoặc lan tỏa hoặc là dạng đường. Thì đây là hình ảnh là bọng giác mạc. Những giai đoạn đầu thì đây là những cái con virus sẽ nằm trong những cái bọng giác mạc này. Lâu dần những bọng này nó sẽ lan liên kết với nhau để thành thành dạng hình cành cây hoặc là hình bản đồ. Thì khi đó nếu mà muốn quan sát rõ thì mình sẽ nhộm bằng một cái thuốc nhộm màu xanh. Thì thuốc nhộm đó nó sẽ bám vào những cái chỗ mà nguyên tắc của thuốc nhộm đó sẽ bám vào những cái nơi khuyết biểu mô. Thì khi đó mình sẽ thấy rõ được cái hình dạng cái vết loét trên giác mạc này. Thì do cái vi khuẩn này là những cái vi khuẩn làm giảm chức năng hoặc là mất chức năng của thần kinh, nên khi đó đặc điểm lâm sàng ngoài những cái lúc mà bệnh nhân thấy thấy bệnh nhân có tình trạng loét, giảm thị lực, đỏ mắt, thì bệnh nhân sẽ có không có kích thích hoặc đau mắt nhiều như những cái bệnh do nấm hoặc do vi khuẩn, mà bệnh nhân sẽ có tình trạng là giảm cảm giác giác mạc. Đây là hình ảnh khuyết biểu mô ở trung tâm loét thành dạng hình cành cây khi mà mình đã nhộm. Và những cái bọng này thì sẽ là những nơi mà con vi khuẩn, con virus này tồn tại ở trong đó. Đây là hình dạng bản đồ khi mà vết loét đã rộng hơn. Khi mà nếu mà mình điều trị ổn á, thì việc sau này bệnh nhân sẽ có những cái hình việc lành giác mạc, lành biểu mô của giác mạc rồi, thì bệnh nhân sẽ còn để lại di chứng là còn hình ảnh sẹo. Thì mình thấy giác mạc nó sẽ có những cái nơi sẹo trắng là trắng đục như thế này, thì nó sẽ gây cho bệnh nhân nếu mà nằm ngay chỗ cái vùng mà đồng tử cực thị giác của bệnh nhân thì bệnh nhân có thể là dẫn đến là giảm thị lực. Thì điều trị tại chỗ chủ yếu là bằng acyclovir 3%, bằng thuốc mỡ acyclovir 3%. Ngoài ra có thể là hỗ trợ bằng cách cạo bề mặt giác mạc. Nếu bệnh nhân có thêm những cái sang thương trên da thì mình có thể dùng cái pomade để tra lên da, thuốc liệt thảy mi, kiểm soát nhãn áp. Đây là hình ảnh loạn nhiễu thần kinh, thì những cái lớp biểu mô nó bị độn lên như thế này, nó không có bò vào trong cái chỗ mà nó bị tổn thương, thì mình cần phải cạo đi cái lớp này để cho tế bào nó có thể đi vào trong được. Đây là viêm nhu mô hoại tử. Hình ảnh nội mô hình dạng hình đường hoặc là hình đĩa. Thì đây là hình ảnh khi mà cái loét giác mạc nó một là nó có tình trạng sẹo giống như cái hình hôm lúc nãy, hai là nó phải có cái cách mạch máu cái kích mạc bò vào trong để giúp cho tình trạng làm sẹo này tốt hơn, nhưng khi đó thì làm cho cái giác mạc của mình sẽ đục và giảm thị lực nhiều hơn.
Đây là hình ảnh viêm móng mắt khải mi. Thì bệnh nhân ở đây là bệnh nhân sẽ có tình trạng là thoái hóa móng. Khi đó mình dùng cái ánh sáng phản xạ ngược thì mình sẽ thấy là ánh sáng nó có thể xuyên qua được. Khi đó mình có thể là lấy dịch truyền phòng để xét nghiệm. Đối với những bệnh nhân mà có tái phát nhiều lần thì mình có thể dùng acyclovir uống dự phòng và điều trị tại chỗ. Tuy nhiên thường là dự phòng bằng thuốc uống hơn, vì cái thuốc điều trị tại chỗ thường là gây độc biểu mô. Biến chứng thì do khi mà mình bệnh nhân có thể có tình trạng tăng nhãn áp, nếu mà không điều trị thì có thể dẫn đến là lâu cơm bệnh nhân, hoặc là tình trạng là mở một cái đường cho bệnh nhân những các cái tác nhân như vi khuẩn nấm, ký sinh trùng, bội nhiễm đi vào. Mình sẽ kết thúc bài viên lấy chiếc nhạc. Tiếp theo là bài viên kết mạc cấp. Thì nhắc về lại về giải phẫu của kết mạc, thì kết mạc của mình là gồm có 3 phần là kết mạc mi mắt, kết mạc cùng đồ và kết mạc nhãn cầu. Thì trái ngược với giác mạc thì kết mạc là một cái mạc mô rất là nhiều mạch máu và hạch bạch huyết phong phú. Đó, hạch bạch huyết này sẽ dẫn đến hạch trước tay và hạch dưới hàm. Thì giác kết mạc của mình là một cái nơi ở ngoài cùng nên nó là một rất là dễ bị những cái tác nhân như vi trùng, virus, siêu vi hoặc là bị dị ứng thâm nhập vào, nên bệnh nên cái việc mà bệnh viêm kết mạc đó là một bệnh lý rất là thường gặp. Nguyên nhân thì cũng là 4 cái tác nhân chính như là nấm, virus, vi trùng, nấm, ký sinh trùng. Thì đây là hình ảnh viêm kết mạc do vi trùng. Thì bệnh nhân, ngoài những cái tác nhân thường gặp thì đặc điểm lâm sàng của viêm kết mạc do vi trùng á, thì là bệnh nhân sẽ có tình trạng là kết mạc tương tụ, thường là tương tụ là mạch máu, là thường là mạch tương tụ trong viêm kết mạc là tương tụ mạch máu nông. Thì mạch máu thường là tập trung nhiều ở vùng cùng đồ. Ngoài ra ở vùng cùng đồ nó sẽ có những cái phản ứng nhú, mây mắt thì sưng nề do tình trạng là phù mặt mi mắt, kèm theo là có những cái xuất tiết dịch, lúc đầu thì có thể là trong, sau đó là mủ loãng, cuối cùng là có thể là mủ đặc. Đặc biệt là trong cái tình trạng mà bệnh nhân có nhiễm lậu cầu thì những cái dịch tiết này được thành lập rất là nhanh, trong vòng 24 đến 42 giờ. Và khi mà mình, nếu mà mình không nghĩ đến hoặc điều trị không sớm thì có thể là cái lậu cầu nó sẽ lan vào trong giác mạc, gây tình trạng là viêm loét giác mạc. Đối với viêm loét, viêm kết mạc do siêu vi thì thường là viêm kết mạc mình sẽ thấy là tập trung những cái vùng cùng đồ, sẽ là thấy những cái phản ứng nang. Nếu mà đặc biệt là ở cái tác nhân chlamydia gây ra tình trạng mắc hột á, thì bệnh nhân sẽ có những cái hột này hình thành từ từ, nếu mà sau đó nó sẽ bị vỡ ra gây những cái sẹo trên cái kết mạc của mình. Những cái sẹo này, hậu quả chính của nó sẽ gây tình trạng là to kéo và gây tình trạng là lông mi của mình nó sẽ quặn vào trong. Khi đó cái lông mi của mình nó cứ cà vào giác mạc, lâu dần nó sẽ gây hình tình trạng là tổn thương cái giác mạc của mình. Vì thế bệnh nhân cần phải phẫu thuật để quặn mi đặng giúp cho cái lông hàng lông mi của mình có thể mở ra theo cái chiều sinh lý bình thường. Hình thái lâm sàng thì viêm kết mạc cấp thường có 3 cái là viêm kết mạc cấp có mủ, có hột hoặc là tiết tố màng. Về triệu chứng cơ năng thì viêm kết mạc do tình trạng là thâm nhiễm của vi khuẩn hoặc các tác nhân nhiễm trùng dẫn đến là mạch máu tương tụ, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là đỏ mắt,
thường là không đau nhức nhiều, bệnh nhân chỉ có cảm giác cợn sốn giống như là một có một cái vật lạ rơi vào mắt, và do không nếu mà chưa có tổn thương giác nào thì bệnh nhân sẽ không có giãn thị lực. Ngoài ra tùy theo các tác nhân gây bệnh như là virus, vi khuẩn, nấm hoặc là dị ứng thì mình sẽ có những cái tiết tố khác nhau, đặc biệt giúp cho mình có thể là nhìn trên lâm sàng để nghĩ nhiều cái tác nhân đó, như là chất tiết trong thì thường có thể là siêu vi hoặc là dị ứng cấp, hoặc là chất tiết nhầy thường nhập trong dị ứng, hoặc là mũ vàng đặc thì thường nghĩ nhiều là do vi khuẩn. Thì đây là hình ảnh nhiễm lậu cầu ở trên người lớn. Thì khi mà mình sẽ thấy là mi mắt của bệnh nhân trên cái trên cái mi, trên lông mi hoặc là trên bờ mi của bệnh nhân thì sẽ động rất là nhiều mủ đặc, mắt thì sưng nề, có cương tụ. Thì khi đó ở những cái trường hợp này mình cần phải hỏi về những cái thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, và nếu và còn phải lấy dịch để xét nghiệm xem có vi khuẩn lậu cầu hay không. Khi mà có thì mình cần phải điều trị kết hợp kháng sinh nhỏ và kháng sinh uống cho bệnh nhân, đồng thời phải cho bệnh nhân đi điều trị những cái bệnh đường sinh dục, điều trị kèm với cả bạn tình. Còn biểu hiện ở kết mạc thì chủ yếu là bệnh nhân sẽ có phù kết mạc, xung huyết kết mạc, xuất huyết do tình trạng là giãn mạch máu, mà những cái mạch máu đó bị vỡ ra thì sẽ gây tình trạng là mắt đỏ nhiều do tình trạng xuất huyết này. Có những cái phản ứng nang hoặc là phản ứng nhú, mang kết mạc như là những cái dịch tiết như là mủ hoặc là chất tiết động lại ở dưới cái vùng đồ. Trong đó màng kết mạc thì gồm có là màng giả và màng thật. Màng giả thì chủ yếu là những cái sợi fibrin ở cái vùng đồ, thì mình có thể là lấy ra dùng tăm bông hoặc là dùng những cái một cái ben có thể là gỡ nhẹ nhàng ra. Cái tác dụng của việc lấy cái giả mạc này là giúp cho việc loại bỏ bớt cái tác nhân, hai là giúp cho việc tránh dính mi cầu và cái việc giả mạc này tránh tổn thương lên cái giác mạc của mình. Còn màng thật thì thường là được gặp trong những cái tác nhân như là bạch hầu, thì cái màng thật này rất là dính chắc lên trên cái kết mạc mi mắt, khi mà mình lấy ra nó sẽ chảy máu rất là nhiều. Đây là hình ảnh phù kết mạc. Hai hình ảnh này giúp cho mình phân biệt những cái giai đoạn đầu của cương tụ kết mạc và cương tụ rè. Thì cương tụ kết mạc là cương tụ những cái mạch máu nông và tập trung nhiều ở vùng cùng đồ. Thì thế mình sẽ thấy là mạch máu nó sẽ đỏ nhiều ở cùng đồ và nhạt dần về phía rè của giác mạc. Trong đó cương tụ rè thì mạch máu là những cái mạch máu nông, mạch máu sâu thì những cái mạch máu đó tập trung nhiều ở vùng rè, nên vùng rìa giác mạc thì rất là nhiều, nhưng mà ở cuối cùng thì nó sẽ nhạt dần. Đây là hình ảnh xuất huyết dưới kết mạc. Thì những một bệnh nhân có thể là xuất huyết dưới kết mạc không cần phải có viêm kết mạc, mà bệnh nhân đến với mình một tình trạng xuất huyết kết mạc vô căn, hoặc là bệnh nhân trong cái khoảng thời gian đó bệnh nhân có bệnh về tiểu đường hoặc cao huyết áp, bệnh nhân có tình trạng về phổi ho rặn nhiều. Thì khi đó mình cần phải hỏi bệnh nhân về những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng xuất huyết này, và cho bệnh nhân lời khuyên hoặc là điều trị những cái bệnh đó để cái tình trạng xuất huyết này nó không có tái diễn. Và trấn an bệnh nhân là cái việc xuất huyết này là có phải là khoảng 2 đến 3 tuần nó mới tan, thì bệnh nhân không cần phải quá lo lắng nếu mà không có tình trạng giảm thị lực gì hết ở bệnh nhân. Đây là hình ảnh giúp mình phân biệt giữa phản ứng nang và phản ứng nhú. Thì phản ứng nang là chủ yếu là do những cái hạch bạch huyết ở vùng cùng đồ do cái tác nhân thâm nhiễm thường là virus. Thì khi đó mình sẽ thấy là những cái nang, trong khi đó những cái mạch máu nó sẽ ở vùng chân nang, tập trung nhiều ở vùng chân nang. Còn những phản ứng nhú này thì mình sẽ thấy là
Nó không có mạch máu thì không phải ở vùng chân nang, mà nó sẽ vùng ở trong vùng trung tâm của cái nhú của mình. Đây là hình ảnh phóng đại của phản ứng nang, thì mình sẽ thấy rõ là những mạch máu ở cái vùng chân nang như thế này. Đây là hình ảnh giả mạc. Ngoài ra ở những bệnh nhân ở viêm kết mạc thì mình có cần phải khám thêm đó là bệnh nhân có kèm theo hạch trước tai hoặc hạch dưới hàm hay không, do việc kết mạc của mình là một nơi tập trung rất nhiều hạch bạch huyết và nó sẽ dẫn lưu về những cái vùng này. Về chẩn đoán xác định thì chủ yếu là mình dựa vào triệu chứng cơ năng, bệnh nhân có cận sốn, chảy xuất tiết dịch nhiều hay không. Chất xuất tiết là cái gì, biểu hiện có phù, có đỏ mắt, có xuất huyết dưới kết mạc hay không, có giả mạc hay không, và kèm theo là bệnh nhân có nội hạch trước tai hoặc hạch dưới hàm hay không. Thì chẩn đoán phân biệt chủ yếu là bệnh nhân có tình trạng đỏ mắt thì mình còn phải chẩn đoán phân biệt với những bệnh như là lao cơm cấp, những bệnh viêm máu mắt hệ mi cấp. Thì đối với viêm máu mắt hệ mi á, thì mình phải ngoài là bệnh nhân có thể là có tình trạng là đỏ mắt, nhưng mà cương tụ thì chủ yếu là cương tụ rìa, và khi mà nhìn sâu vào trong cái phần tiền phòng thì mình sẽ thấy có nhiều cái tế bào viêm ở trong đó. Còn ở cách viêm kết mạc thì mình sẽ thấy chỉ là đỏ mắt thôi, giác mạc vẫn trong bình thường. Đối với điều trị do virus, do vi trùng thì có thể là bệnh sẽ tự hồi phục, hoặc là mình sẽ dùng thêm hỗ trợ bằng thuốc kháng sinh nhỏ tại chỗ. Đối với những trường hợp mà nghĩ nhiều là do lậu cầu thì mình sẽ kèm thêm những cái thuốc kháng sinh toàn thân. Còn viêm kết mạc do siêu vi thì thường là mình sẽ cho bệnh giới hạn trong vòng 12 ngày, điều trị chủ yếu là triệu chứng hoặc là nâng đỡ thể trạng, không có dùng các thuốc kháng virus và không dùng corticoid. Đối với những viêm kết mạc mà nghĩ do dị ứng là bệnh nhân đến với mình mắc sưng phù nhiều, đặc biệt là ở những trẻ em mắc sưng phù nhiều, phù kết mạc, mi mắt sưng to, hoặc là bệnh nhân cảm thấy là ngứa, thì điều trị chủ yếu là do nguyên nhân tác nhân này là chủ yếu là do cái việc kết mạc của mình tiếp xúc với những cái tác nhân dị ứng, gây ra những cái tế bào masto bào của mình nó sẽ vỡ ra, phóng thích những cái tác nhân histamine. Vì thế điều trị chủ yếu là mình phải ổn định tương bào, ổn định những cái tế bào mast này bằng những cái thuốc như là nedocromin hoặc là lodosamine, và những cái thuốc kháng histamine như là levocarbamin hoặc là azelaftin, hoặc là có thể là dùng một cái thuốc vừa bền tương bào mà vừa kháng histamine như là cái thuốc Bataday ở trong bệnh viện mắt thường xài. Ngoài ra mình phải biết được cái tác nhân dị ứng của trẻ là gì để hạn chế tiếp xúc với những cái tác nhân đó. Như là gần đây trẻ có ăn tôm, cua, nghệ gì không? Trẻ có dị ứng với những cái chất đó hay không? Hoặc là bệnh nhân sẽ có cái cơ địa chàm hoặc là viêm mũi dị ứng gì hay không. Đối với những cái trường hợp mà nặng thì mình phải dùng thêm thuốc kháng histamine toàn thân để giúp giảm triệu chứng nhanh. Ngoài ra khi những trẻ nhỏ như thế này thì mình có thể là tư vấn cho cha mẹ là dùng thêm chườm ấm, chườm lạnh cho bệnh nhân. Xin lỗi em, chị nói lộn. Viêm kết mạc này mình sẽ nên là chườm lạnh cho bệnh nhân để tình trạng đó là co mạch, vừa giảm việc cái chất masto bào này theo máu đi đến, nó phóng thích những cái histamine này. Về phòng bệnh thì chủ yếu là mình phải tuyên truyền giáo dục vấn đề về giữ vệ sinh mắt, tránh tiếp xúc với những người đang bị viêm kết mạc cấp, thì là phải cho bệnh nhân rửa tay thường xuyên, giữ sạch quần áo, đeo kính, không chạm tay vào mắt, không dùng những vật liệu, những cái đồ dùng cá nhân chung, và dùng thêm cái thuốc nước mắt nhân tạo để nuôi dưỡng kết mạc. Thì nói sơ lại về việc tiếp cận bệnh nhân đỏ mắt,
Thì đối với những bệnh nhân mà không đau hoặc là không mờ thì mình có nguyên nhân chủ yếu là có thể là nghĩ là do bệnh nhân không có tình trạng tổn thương, không có giãn thị lực, thì bệnh nhân có thể là do xuất huyết nhất kết mạc hoặc là viêm kết mạc, hoặc là bệnh nhân có mộng thịt mà chưa có ảnh hưởng đến, mộng thịt chưa có lan đến cái vùng thị giác, hoặc là bệnh nhân có đau nhưng mà không có mờ, dễ nhiều có thể là do viêm thượng cũng mạc, viêm cũng mạc hoặc là viêm bao tê nông. Ở một bệnh nhân đỏ mắt mà có đau kèm mờ thì khám mà có tổn thương trên sang thương trên giác mạc thì mình có thể làm nghĩ nhiều là lấy giác mạc, hoặc là bệnh nhân có tình trạng là giác mạc phù, đồng tử giãn méo, cương tụ rìa, giãn áp cao thì nghĩ nhiều là lao công cấp, hoặc là bệnh nhân đến với mình thấy là giác mạc phù, cương tụ rìa mà kèm theo trong vùng tiền phòng có nhiều tế bào viêm thì mình sẽ nghĩ nhiều là bệnh nhân có tình trạng là viêm màng bụng cào. Hình ảnh này là hình ảnh mỏng thịt do tình trạng là kết mạc ở vùng rìa. Nó bình thường là những cái tế bào gốc của mình ở vùng rìa, nó chức năng ngoài là việc sản sinh ra những cái tế bào, ngoài việc là sản sinh ra những cái tế bào biểu mô thì nó còn giúp cho những cái tế bào kết mạc của mình, cái biểu mô kết mạc của mình không có bò vào trong cái vùng giác mạc được. Nhưng mà do những cái yếu tố như là bức xạ hoặc là tiêu UV thì khi đó những cái tế bào gốc của mình thường là ở vị trí khe mi, như vị trí 9 giờ, vị trí 3 giờ thường sẽ bị tổn thương. Khi đó mộng thịt nó có thể, cái kết mạc của mình nó sẽ bò vào trong được, nó gây ra tình trạng là mộng thịt. Đây là hình ảnh xuất huyết với kết mạc. Đây là hình ảnh viêm thượng cũng mạc thì mình sẽ thấy là kết mạc ngay chỗ vùng thượng cũng mạc viêm nó sẽ đỏ nhiều, nhưng mà không có thấy cũng mạc thì vẫn trắng trong bình thường. Còn đối với viêm cũng mạc thì mình sẽ thấy cũng mạc mỏng và có lòi cả, thấy được cái ánh đen của hắc mạc. Rồi, bài của mình đến đây là hết. Các em có muốn hỏi gì không? Dạ, chị ơi. Dạ, em thắc mắc với chị là không biết là cái thuốc kháng virus Acyclovir đó chị, nó có dạng thuốc nhỏ mắt không chị? Để em đọc bài thấy đó chỉ là thuốc mỡ rồi. Acyclovir hả? Có dạ. Em. Nó có cả thuốc nhỏ mắt và thuốc mỡ luôn. Dạ, chắc mấy bạn cũng hết câu hỏi rồi chị. Vậy hôm nay mình tới đây nghỉ đi. Chị cảm ơn em, chúc em ngày mai thi tốt. Dạ, cảm ơn chị ạ.